Hàng chục ngàn người ở Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Florida đã rơi vào cảnh mất điện khi bão mùa đông đổ bộ. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nghiêm trọng là Bắc Carolina với 90.000 vụ mất điện được báo cáo. Bão tuyết còn khiến hơn 2.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy. Trong khi đó, cơ quan thời tiết quốc gia xác nhận một cơn lốc xoáy đã tấn công phía tây nam Florida. Các quan chức ở quận Lee cho biết 27 ngôi nhà di động đã bị phá hủy và 24 ngôi nhà khác chịu thiệt hại lớn, không có báo cáo về thương vong. Còn tại Israel, mưa lớn kèm theo băng tuyết đã đổ bộ vào Israel vào cuối tuần qua, gây lũ lụt và thiệt hại về tài sản. Truyền thông Israel đưa tin một khu dân cư khoảng 18.000 người ở thành phố Lod đã bị cô lập hoàn toàn do lũ lụt. Các dịch vụ cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe của họ. Tại cao nguyên Golan, cơn bão khiến cho khu du lịch trượt tuyết trên núi Hermon bị tuyết bao phủ.